Hello, xin chào tất cả anh em, chào bố mẹ thường mình. 5 điều các anh em cần biết về patchouli hoa hương. Đây chính là cái chủ đề video của mình ngày hôm nay và chúng ta sẽ nói về những cái điều mà chúng ta cần nên biết về hoa hương. Và nếu có thể thì mình rất hy vọng các anh em hãy click vào đường link ở bên dưới để có thể ủng hộ mình một vài sản phẩm, có thể là chai full hoặc có thể là chai chiết. Mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay, đó là 5 điều các anh em cần nên biết về patchouli hoa hương. Ok, let's go. Điều đầu tiên các anh em cần nên biết đó là hoa hương nó gắn liền với một phong trào hoặc là một cái style thời trang rất là nổi tiếng từ năm 1960, đó là hippie. Tại sao hoa hương lại liên quan đến phong cách hippie này? Thì có hai cái nguyên nhân mà mình tham khảo người ta đã giải thích. Điều đầu tiên đó là đây là một cái phong trào mà con người ta như giống như kiểu người ta muốn đi, người ta không muốn bị những ràng buộc của cái cuộc sống hiện đại ấy, của xã hội của hiện tại, và họ muốn là một cái gì đấy là về hòa bình, trở về với nguyên thủy, gần gũi với thiên nhiên. Thì họ từ bỏ xã hội đó, họ vào rừng để họ sống cho bầy đàn để dâu dài. Và theo cái quan niệm của những người theo cái phong cách hippie này thì họ luôn luôn muốn gần gũi với thiên nhiên. Và với hoa hương, một mùi hương mà khi mà lần đầu ngửi nó có một cái mùi thiên hướng về đất, một cái gì đó nó ẩm ướt, một cái gì đó nó liên quan đến những cái mùi của đất ẩm đó, thì đối với họ nó là một cái sự gì đó rất là gần gũi với thiên nhiên. Do vậy hoa hương là một trong những ưu tiên sử dụng của dân hippie. Và cái thứ hai đó là vào những năm 1970 thì cái phong trào hút cần ở Mỹ ấy, cái phong trào này bắt nguồn từ Mỹ, thì cái năm những năm 1970 cái phong trào hút cần ở Mỹ nó phát triển rất là ghê gớm. Và để mà che giấu cái mùi cần sa đó đi thì người ta thường hay xịt hoa hương, bởi vì mùi hoa hương nó có thể là che bớt đi cái mùi hút cần đó. Đấy là một cái thông tin các anh em cần tham khảo. Nếu như mà trong đây những anh em nào đang xem video và nếu mà có sau khi mà bay mà muốn che bớt đậy đi cái mùi cần thì các anh em nên mua một chai với mùi hương thuần hoa hương. Đấy cũng là một trong những giải pháp để chúng ta có thể là ok hơn. Ok, và đấy là cái điều đầu tiên các anh em cần biết về hoa hương, có nghĩa là nó gắn liền với một phong cách thời trang và một cái phong có thể gọi là về văn hóa về thời trang rất là nổi tiếng, đó là hippie. Đấy là điều đầu tiên mình muốn chia sẻ đến các anh em. Điều thứ hai các anh em cần nên biết về hoa hương đó là đây không phải là một mùi hương có một cái sự ồn ào, có một cái sự náo nhiệt. Nó trái với những phong cách mùi ví dụ như citrus, aromatic, vân vân. Đấy là đều những mùi hương mà ít nhiều những cái chai nước hoa mà theo phong cách đó nó luôn luôn có một cái sự có thể gọi là rực rỡ, rất dễ để thể hiện con người mình là như thế nào đó. Nhưng trái lại hoa hương thì nó là một cái câu chuyện khác, nó có thể rất là trầm, nó có thể rất là điềm đạm, nó có một cái sự chiều sâu khi mà người mùi hương. Để nói một cách cho các anh em dễ hiểu, ví dụ như là khi mà chúng ta ngắm một bức tranh đi, có thể là gọi là Mona Lisa, nàng Mona Lisa, chúng ta có thể thấy giống như những cái màu sắc, những cái sự phối màu trên những bức tranh đó rất là đẹp, thì đấy là những cái bề nổi của bức tranh đó. Còn những cái gì ở phần nổi đó, đó những cái giống như kiểu là phần nền cho cái nền tảng đó nổi bật lên thì chúng ta có thể không nhìn thấy, thế nhưng nó cũng là một góp phần, một sự đóng góp rất là quan trọng để làm tôn vinh lên cái vẻ đẹp của bức tranh Mona Lisa. Thì hoa hương nó giống như cái phần nền tảng đó để làm bật lên những cái phần bề nổi cho chúng ta chiêm ngưỡng. Tất nhiên ở đây mình đang nói một cách ví dụ, một cách để cho anh em dễ hiểu. Còn trong ngành nước hoa thì không, thì hoa hương có rất nhiều chai chiếm nốt chủ đạo, và tất nhiên rồi cũng có những chai mà nó làm nền rất là ok. Ở đây mình lấy một cái ví dụ để cho anh em có dễ hiểu, đó là mùi hương của hoa hương nó có một cái sự chiều sâu, nó có một cái sự chiêm nghiệm, nó khác với một những cái chai mà mang thiên hướng ví dụ aromatic hoặc fresh spicy thì ngửi cảm giác nó tươi mới hơn, nó rực rỡ hơn. Và đấy là điều thứ hai các anh cần biết, đó là mùi hương của hoa hương nó có một cái sự chiều sâu khi mà ngửi đó. Điều thứ ba các anh em cần nên biết đó là trong ngành hương liệu, hoa hương được mix với rất rất nhiều nốt,
Ví dụ như một số những chai clone, gọi là tông mùi, có tông mùi clone với Aventus. Nếu như mà canh em để đi thì Hoác Hương luôn luôn đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Ví dụ như Nishen, Hachivat, đấy là một mùi chai mà mình thấy là thuần mùi Hoác Hương là nhiều hơn là giống với Creed Aventus. Quay trở lại, Hoác Hương nó có thể mix với rất rất nhiều, gần như là các nốt nguyên liệu. Ví dụ như gỗ nó cũng có, vanilla nó cũng có, caramel nó cũng có, hoặc là những chai thuần mùi Hoác Hương. Ví dụ như ở đây chai Thierry Mugler Angel, đây là một chai nước hoa mà có sự kết hợp rất rất là tuyệt vời, có thể gọi là xuất sắc, giữa caramel và Hoác Hương, tạo nên cái mùi hương có thể gọi là thế nào nhỉ, ngọt nhưng không ngấy, và cảm giác rất rất là có một cái sự sâu lắng khi mà ngửi. Các anh em nào nếu như có một cái quan niệm rằng Hoác Hương thuần về mùi đất thì đấy là một cái quan niệm hết sức sai lầm, bởi vì đấy là những cái chai mà nó thuần mùi Hoác Hương. Còn lại thì ví dụ như ở chai nước hoa này, Mugler Angel nó mix rất là, phải gọi là xuất sắc với caramel, mình nhớ không nhầm nếu vanilla thì phải, và Hoác Hương. Đây là cái mùi hương cực kỳ xuất sắc, rất rất là ngon luôn. Thierry Mugler Angel. Hoặc là ví dụ như Cartier Le Bezier du Dragon, nụ hôn của rồng, Hoác Hương vetiver hạnh nhân và cả rượu nữa, một cái mùi hương quý bà, bí hiểm và rất là, nó không thể gọi là Black Magic Woman, mà ở đây một mùi hương rất là sang trọng, quý phái và bí ẩn, nụ hôn của rồng, rất rất nhiều. Thì ở đây mình muốn nói rằng Hoác Hương nó có thể mix với rất rất nhiều nốt, và các anh em có thể thấy là đặc biệt là ở base note, cái nốt hương cuối của nó, thì Hoác Hương thường rất rất là được chuộng để sử dụng một nốt nốt hương, gọi là nốt hương cuối của nó, mùi hương cuối của chai nước hoa. Đó, đấy là điều thứ ba các anh em cần nên biết. Điều thứ tư các anh em cần nên biết đó là mùi hương của patchouli nó không dành cho các anh em tuổi trẻ. Đối với mình, cá nhân mình ấy, mình đánh giá rằng mình không nghĩ rằng là các anh em tuổi teen là phù hợp với những chai thuần mùi Hoác Hương. Bởi vì như mình đã nói ở điều 2, đó là patchouli nó có một sự sâu lắng, nó có một sự chiêm nghiệm khi mà ngửi. Thì mình cho rằng các anh em tuổi teen ấy, kiểu dạng kiểu tuổi sinh viên mà xịt những mùi mà có thuần mùi Hoác Hương, nó sẽ hơi bị dừ và không hợp với phong cách của chúng ta. Do vậy, bất kỳ mà anh em nào mà mình khoảng tầm từ 24 đổ về đi, khoảng 4 hoặc 5 đổ về, và tính cách của chúng ta có một sự sôi nổi, của chúng ta có một sự năng động, và chúng ta định mua một chai nước hoa nào đấy mà được tư vấn có cái mùi thuần về Hoác Hương là nhiều, chỉ các anh em nên hết sức chú ý. Bởi vì như mình đã nói, đây là một cái mùi hương nó không dành cho tuổi trẻ. Mình cho rằng nó không dành cho tuổi trẻ. Đó, đấy điều thứ tư các anh em cần nên biết. Điều thứ năm các anh em cần nên biết đó là những chai nước hoa nào mà có mùi patchouli xuất sắc. Ở đây thật sự là rất là khó để có thể một cái định nghĩa chai nước hoa patchouli xuất sắc, cũng đã rất là nghe, cũng đã rất là mang một cái tính khó có thể gọi là chính xác 100%. Ở đây thì mình nghĩ rằng chỉ có thể nên dùng từ gợi ý là chính xác. Vậy chai nước hoa hoặc có nốt patchouli nào anh em nên tham khảo? Thì ví dụ ở đây chai Prada Amber Poem Intense, đây là một trong những chai nốt patchouli đối với mình là xuất sắc và thuần mùi patchouli. Các anh em nào nếu mà muốn bắt đầu muốn có một sự trải nghiệm thì Prada Amber Poem Intense cũng là một trong những cái mọi người có thể tham khảo. Bởi vì thực tế chai này cũng hơi bị khó mua. Và ngoài ra thì cũng rất là nhiều những chai khác. Đó, Prada Amber Poem Intense. Hoặc là như mình giới thiệu lúc nãy, Thierry Mugler Angel.
Đây cũng là một chai patchouli mix cùng với caramel rất là xuất sắc đó. Hoặc là nụ hôn của rồng giữa hạnh nhân patchouli và một chút rượu cũng rất là ok. Hoặc là các anh em có thể tham khảo Tempo của nhà Dietrich. Đấy là một cái mùi hương cũng rất là ok. Thực ra mà nói thì có rất nhiều những chai nước hoa mang nốt hoắc hương là thuần mùi. Do đó các anh em có thể tham khảo tất cả những ai là bạn bè hoặc là những người đã có kinh nghiệm chơi lâu năm ấy, thì mọi người ta sẽ rất tư vấn cho các anh em rất là dễ dàng những chai mùi patchouli nào mà anh em có thể bắt đầu để sử dụng đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 5 điều mọi người cần nên biết về patchouli hoắc hương. Đấy thật ra chỉ là những cái mà bởi vì mình cũng còn phải nghiên cứu rất là nhiều đó, do đó 5 điều mình vừa list cho anh em nó chỉ là một dạng cơ bản thôi, để các anh em có thể có một cái khái quát, gọi là khái quát chung, chưa thể gọi là khái quát chung nhưng ít nhất chúng ta có một cái nhìn về hoắc hương là như thế nào. Mình rất vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.